Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi mua và ra mắt trải nghiệm cầu thủ tiền vệ cánh trái, đó là Jerome Powell. Chỉ số của Jerome Powell đó là 66 và số vàng cần bỏ ra để mua cầu thủ tiền vệ này là 410. Bây giờ thì mình sẽ cùng anh em đi mua Jerome Powell. Và như vậy thì chúng ta đã có một cầu thủ tiền vệ cánh trái xuất sắc, ngon bổ rẻ trong đội hình với chỉ số là 66. Bây giờ thì mình sẽ vào sắp xếp vị trí đá của Jerome Powell vào sân để có trận đấu ra mắt trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì Jerome Powell sẽ là người đá thay vị trí cho Son Heung-min và đây là vị trí đưa thích của anh. Và chúng ta cùng đi tìm đối thủ để thực hiện thử thách. Đây là đối thủ của chúng ta để ra mắt Jerome Powell ngày hôm nay, đó là một team đến từ nước ngoài. Và xin mời anh em cùng bước vào hiệp 1 hiệp thi đấu của trận đấu ngày hôm nay. Trong hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ Cá Voi Gaming bảo vệ cầu môn bên phía tay phải với bộ trang phục là áo xanh quần đỏ. Còn đội bạn là đội bóng bảo vệ cầu môn bên trái với trang phục áo đỏ quần trắng. Và hy vọng hôm nay thì Jerome Powell sẽ thi đấu tốt để mang về chiến thắng cho đội bóng của Cá Voi Gaming. Người đang có bóng đó là Thibaut Courtois. Và vừa rồi là pha để mất bóng vào chân của Kyle Walker. Như vậy thì đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 đến từ rất sớm. Kim Pioa là người đã lập công để mang về bàn thắng cho đội bạn. Đây là Kevin De Bruyne. Và liệu rằng các cầu thủ của Cá Voi Gaming sẽ làm gì sau khi để cho đội bạn ghi bàn rất sớm. Pha cắt bóng rất hay của Kylian Mbappe. Và vừa rồi là cú dứt điểm chưa thành công. Anh đã dứt điểm bóng nằm gọn trong tay của Donnarumma. Và phát bóng lên của Alisson Becker. Một tình huống phát bóng tương đối mạnh lên phía trên. Jones Bowler là người có bóng. Đường truyền chọc khe rất hay dành đến cho Erling Haaland. Và cú ra chân vừa rồi của Haaland đã mang về bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1. Một pha ghi bàn tương đối đẳng cấp của Erling Haaland. Và người kiến tạo thì không ai khác đó là Jerome Powell. Tiếp tục là một cơ hội dành đến cho đội bóng áo màu xanh. Liệu rằng chúng ta có thể có được bàn thắng tiếp theo hay không? Một pha chơi bóng khá đồng đội. Và sau đó là tình huống xử lý chưa tốt đến từ vị trí của Jerome Powell. Đây là Kevin De Bruyne. Đường truyền dành đến cho Paul Pogba. Một pha xuống bóng dành đến cho Erling Haaland. Và đây là cơ hội để cho chúng ta có bàn đang tới. Những pha xử lý tương đối bình tĩnh. Trent Alexander-Arnold là người vừa có pha để mất bóng. Tuy nhiên thì bóng vẫn trong quyền kiểm soát của đội bóng áo xanh. Và sau đó là cú dứt điểm chưa thành công đến từ vị trí của Mbappe. Người đang có bóng đó là Kylian Mbappe. Đường truyền chọc khe rất hay cho đà di chuyển của Erling Haaland. Và đây là cơ hội để cho chúng ta có bàn đang tới. Đường xuống bóng hợp lý cho vị trí của Lionel Messi. Và vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành đến cho Cá Voi Gaming. Một phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta vẫn đang chờ đợi một pha tỏa sáng đến từ Jerome Powell để giúp cho anh có thể có được bàn thắng riêng cho mình trong trận thi đấu ngày hôm nay. Romelu Lukaku là người vừa có pha chuyền bóng vào trong. Và vừa rồi là một thoáng lộn xộn trước khu vực 16m50. Vâng, hiệp 1 đã tạm thời kết thúc với tỷ số 2-1. Xin mời anh em cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai để chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm màn ra mắt hôm nay của Jerome Powell, một cầu thủ tiền vệ cánh trái xuất sắc đến từ nước Anh. Đây là Lionel Messi, những pha phối hợp tương đối chất lượng. Trên Alexander-Arnold vừa rồi có một pha qua người, bóng đang trong chân của Paul Pogba. Và đây là Kylian Mbappe. Vừa rồi thì Mbappe chưa thể qua người. Đây là một cơ hội để cho chúng ta có bàn thắng tiếp theo, pha phối hợp của Erling Haaland. Và vừa rồi thì cầu thủ của chúng ta đã ngã, tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành đến cho Upamecano. Người đang có bóng đó là Ruben Dias. Một tình huống để mất bóng của Ruben Dias. Và sau đó là cú ra chân tương đối chất lượng. Như vậy thì đã có bàn thắng 3-1. Người lập công đó là Kevin De Bruyne. Và cắt bóng rất hay đến từ vị trí của Kylian Mbappe. Và đây là Lionel Messi. Tình huống lốp bóng đầy kỹ thuật của Lionel Messi. Tuy nhiên thì còn thiếu một chút chính xác để có thể đưa được trái bóng vào lưới. Người đang có bóng đó là Kevin De Bruyne. Vừa rồi là một tình huống xử lý chưa thành công. Đây là Kylian Mbappe. Tình huống phát bóng lên là của Donnarumma. Đây là Aubameyang. Kyle Walker là người vừa có một pha xử lý tương đối bình tĩnh. Đây là Mbappe. Pha qua người chưa thành công của Kylian Mbappe. Neymar là người có bóng, cơ hội để cho đội bạn có bàn đang tới. Và vừa rồi là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 dành đến cho các cầu thủ áo màu đỏ. Người đang có bóng đó là Thibaut Courtois. Đây là Kevin De Bruyne. Bóng đang trong chân của Neymar. Và đi bóng là tương đối tự tin. Cơ hội để cho đội bạn có bàn thắng gỡ hòa đang tới. Và vừa rồi là một pha bỏ lỡ rất hay. Không, vừa rồi là một tình huống tận dụng cơ hội đến từ các cầu thủ đội bạn. Và ngay lập tức thì đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 3-3 ở phút thứ 90.
Một pha cắt bóng rất hay đến từ đội bóng áo xanh. Đây là một cơ hội để cho chúng ta có bàn đang tới. Vừa rồi thì Messi đã để mất bóng, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội. 2 phút là khoảng thời gian bù giờ. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên và trận đấu ra mắt của Jones Baller đã kết thúc với tỷ số 3 đều. Cảm ơn anh em đã đón xem video và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cowboy Gaming. Bye bye anh em nha.